Đức Trung xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Trong chuỗi video mà Đức Trung đang chia sẻ đến các cô chú, anh chị xoay quanh yếu tố vận khí của 8 hướng trong năm 2020 Canh Tý, chúng ta đã trải qua 7 hướng rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái hướng thứ 8, đó là hướng Tây Bắc. Vậy thì vận khí năm 2020 hướng Tây Bắc như thế nào? Chúng ta cùng nhau phán đoán trong cái video này. Trước đó thì các cô chú, anh chị chúng ta vui lòng bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để có những cái video chia sẻ kiến thức phong thủy mới nhất mà Phong Thủy Thái Nguyên đưa ra để các cô chú, anh chị cũng có thể là tiến hành lắng nghe cũng như cùng tham gia bình luận cũng như là đàm luận với lại Phong Thủy Thái Nguyên để chúng ta mở mang kiến thức cũng như là ứng dụng yếu tố về phong thủy trong cuộc sống trở nên tốt hơn. Trong cái năm 2020 Canh Tý này, chúng ta biết rằng là sao Thất Xích Phá Quân sẽ nhập vào trung cung bản cung, đúng không ạ, trong cái hạ nguyên vận 8. Vậy thì Thất Xích Phá Quân là sao số 7 nhập trung cung, chúng ta sẽ thấy ngay rằng là sao số 8 là Bát Bạch sẽ đáo đến phương Tây Bắc, đúng không ạ? Sao Cửu Tử là sao số 9 sẽ đáo đến phương Tây, rồi là Nhất Bạch Tài Tinh sẽ đáo đến phương Đông Bắc, Nhất Bệnh Phù sẽ đáo đến phương Nam, rồi là Tam Bích Thị Phi sẽ đáo đến phương Bắc, Tứ Lục Quan Xương đáo đến phương Tây Nam, Ngũ Đại Sát đáo phương Đông và Lục Bạch Thủy Quốc sẽ đáo đến phương Đông Nam ở trong ngôi nhà của chúng ta. Vậy thì năm 2020 chúng ta sẽ biết là hướng Tây Bắc này sẽ có sao Bát Bạch Tài Tinh đáo đến hướng. Nhắc đến hệ thống cửu tinh, chúng ta sẽ biết rằng là có các sao đó, đúng không ạ? Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, rồi Lục Bạch, rồi Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử. Chúng ta có thể thấy rằng là Bát Bạch là một trong đại tài tinh lớn nhất, mang yếu tố về cát lợi tốt nhất trong cái hệ thống cửu tinh 2020. Đặc biệt trong cái hạ nguyên vận 8 này thì sao Bát Bạch Tài Tinh đóng ở trung cung đương vận, bởi thế cho nên rằng là yếu tố cát khí lại càng thêm cát khí. Và năm 2020 thì Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ đáo đến phương Tây Bắc ngũ hành thuộc kim, thổ kim tương sinh, do đó là lại càng tăng thêm yếu tố đắc lợi cho ngôi nhà của các cô chú anh chị với cái hướng Tây Bắc này. Bởi vậy do nên rằng là với cái hướng Tây Bắc này, chúng ta khéo léo chúng ta có phương án kích hoạt thì sẽ lại càng tăng thêm cái yếu tố về đương vượng cho ngôi nhà chúng ta, kích hoạt thêm yếu tố về tài lộc tiền tài, đặc biệt là các thành viên mà đang trong cái độ tuổi phát triển sự nghiệp, chúng ta làm ăn kinh doanh thì nó càng thêm yếu tố đắc lợi đối với cái hướng nhà Tây Bắc năm 2020 này, đúng không ạ? Một điều rất là tuyệt vời như thế. Do đó rằng là với cái việc mà hướng Tây Bắc có cái sao Bát Bạch Tài Tinh đáo đến như này thì nó sẽ mang cái yếu tố về đương vượng rất là tốt. Chúng ta lưu tâm có thể có thêm những cái phương án kích hoạt bằng cách là chúng ta làm sạch sẽ cái khu vực trước nhà của chúng ta với cái hướng nhà Tây Bắc. Đồng thời rằng là trước nhà chúng ta trải thêm cái thảm màu ghi, tức là cái thảm màu ghi là màu ngũ hành thuộc kim ạ. Bởi vì rằng là ngũ hành thuộc kim sẽ tương hợp với lại cái bản khí của phương Tây Bắc. Đồng thời rằng là nó tương hợp luôn với lại cái bản khí của sao Bát Bạch Tài Tinh ngũ hành thuộc thổ thì sẽ rất là tốt. Do đó rằng là năm 2020 chúng ta sử dụng cái màu ghi là cái thảm trải lối cửa nhà. Đồng thời là chúng ta sử dụng thêm những cái món pháp khí khác để kích hoạt. Đặc biệt hướng Tây Bắc này thì chúng ta đón cái khắc khí của cái Bát Bạch Tài Tinh đến hướng, do đó rằng là chúng ta sử dụng cái sâu là sâu Ngũ Phúc Hoa Mai chúng ta treo trước cửa nhà, thì đây là một trong những pháp khí vô cùng đắc lợi. Với cái sâu Ngũ Phúc Hoa Mai với năm đồng hoa mai xếp theo cái lối nhí cắt tường kết, một cái sự hanh thông trên dưới với vô tận kết bồ thể hiện cho cái sự tài lộc may mắn. Đồng thời là năm đồng hoa mai nó xếp lại với nhau theo cái yếu tố về Ngũ Phúc Lâm Môn, về thọ khang ninh tu khảo hay là những cái điều đắc tài đắc lợi nhất, mệnh thọ phú quý trường đều mong muốn cát lành đến với các cô chú anh chị. Với cái hình tượng của đồng hoa mai thiết kế bởi năm cánh tượng trưng cho ngày xuân ngày Tết, với cái hình tượng của con rơi, đính tiền vàng, lộc thần, chim khách cũng như là quả đào, đúng không ạ, đều những cái điều mong cầu về sức khỏe, mong cầu về tiền tài, mong cầu về hạnh phúc, mong cầu về yếu tố về may mắn thì đều được cái yếu tố kích hoạt tốt cho cái hướng nhà Tây Bắc năm nay. Do đó là hướng nhà Tây Bắc thì các cô chú anh chị chúng ta cũng lưu tâm rằng là nó sẽ có giải độ từ 292,5 độ cho đến 337,5 độ nhé. Các cô chú anh chị chúng ta tải ứng dụng La Bàn Việt này về để đo sẽ rất là dễ dàng để nắm được cái hướng nhà mình chính xác như thế nào đó. Và nếu như được cái hướng nhà Tây Bắc năm 2020 này thì điều đó vô cùng tuyệt vời. Và Đức Trung xin cảm ơn cũng như là chúc tất cả các cô chú anh chị sẽ có một năm 2020 Canh Tí rộn ràng, đón sắc xuân cũng như là tràn đầy cái yếu tố về sức khỏe và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong chuỗi những video tiếp theo. Xin chào.